Nè hai đứa, cuộc họp ngày hôm nay anh muốn nhắc nhở hai đứa. Vấn đề phục vụ của quán mình dạo này là khách complain quá tệ đi. Lần cuối anh nhắc hai đứa nè, hai em phải xem ghế cà phê như nhà của mình. Khách hàng đến với ghế cà phê, mấy em phải xem như người nhà của mình, người thân trong nhà của mình. Mấy em phải chăm sóc từng ly, từng tí. Mấy em phải lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho khách. Mấy em phải chăm giống như chăm chồng của mình đó. Mà mấy em chưa có chồng đúng không? Thì mấy em phải chăm giống như chăm con của mình, chăm cháu của mình đó. Hiểu chưa? Ủa chưa có chồng sao có con mấy? Thì đẻ khế là rứa. Tôi nói là tôi mong mấy em là đối xử với khách bằng cái tấm chân tình của mình á. Nghe chưa? Rồi đứng dậy đi lồn đi. Nước con sao anh đi, ngồi xuống. Trời ơi, không được nha. Ăn uống vậy là phí phạm nè, hả mày ra hả mày. Phải nè, ăn đi, ăn trái cây tốt cho sức khỏe, ngoan. Ô, mày phải đi giỏi nè, trời thấy không, thanh long rồi, trời ơi. Ăn nè, một miếng nữa thôi, hả mày, ngoan, giỏi. À, đúng rồi, giỏi quá, hương nha, trời ơi, ngon lắm, uống đi con ơi. Nước này tốt cho sức khỏe lắm, đúng rồi, uống nha. Ô, trời ơi, dễ hương quá, ráng là xíu nữa nha. Ô, nè, thanh long này, ăn miếng nữa. Ô, giỏi, ăn bà làm cái chi rứa. Trời ơi, thì sếp biểu là chăm khách như con mà. Ừ. Khách hoàng đến với ghé cà phê, mấy em phải xem như người nhà của mình, người thân trong nhà của mình. Mấy em phải chăm sóc từng ly, từng tí. Mấy em phải lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho khách. Mấy em phải chăm giống như chăm chồng của mình, chăm con của mình, chăm cháu của mình nữa đó. Trời ơi, lắm trời. Từ từ.